nói nhái luôn anh. Đi không nói gì nghe không? Ủa anh. Ở đây các thanh niên đang trèo súp trên đường phố Hội An. Đường này là đường Bạch Đằng đúng không nhỉ? Hội An ngày ngập lụt. Ồ, đó nó sâu rồi. Qua đâu cà phê được hai hũ ở đâu? Đấy là mình cần. Chỗ này nước ở trong kia nó chảy ra kìa. Hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ đang tham gia vui chơi, du lịch, chụp hình ở khu vực chùa cầu của Hội An. Và hiện nay thì ở khu vực chùa cầu Hội An cũng có nước rất là lớn đấy các bạn. Và mọi người phải lội nước mới ra được ở các khu vực này. Thì các bạn đang tham gia vui chơi và quay phim chụp hình để ghi lại những kỷ niệm và những cái khoảnh khắc, những khoảnh khắc trong những cái ngày mà phố cổ Hội An bị ảnh hưởng của mưa cho nên đã ngập một vài tuyến đường dọc bờ sông Hoài đấy các bạn. Đã ngập một vài tuyến đường dọc cái sông Hoài này. Và các bạn trẻ đến đây để tham quan vui chơi rất là đông. Ôi. À đây bình thường, dạ. Bởi vì nước là không nhìn thấy được. Dạ. Tàu giãn cho đẹp, tàu giãn cho đẹp. Đóng đi. Restart đi. Đúng là đường, đúng là đường chùa cầu mưa buồn dân ngập lối. Rồi nghe nó đi. Đây các bạn nhìn thấy là khu vực chùa cầu nước lên rất là lớn, ngập hết cả cái tuyến đường này. Tức là cái tuyến đường dọc cái sông Hoài này nó ngập hết đó các bạn này. Từ đây tới đầu kia thì ngập và mình có thể đi một đoạn. Nếu mà chúng ta đi sâu vào khu vực chợ Hội An đầu kia thì nó sẽ ngập rất là lớn.
Không quay đi. Đó. Đó. Rồi. Ok, lên đi, 1, 2, 3, nhanh. Đúng rồi. Cao nữa lên, hất cái phát mạnh lên, chỉnh ngang cũng được. Thì đánh ngang cũng được, làm quả cuối cùng, nhanh lên cũng được. Sáng lên, sáng lên. Có chứ, quay thoáng qua thôi. Nói chung là trong khu vực phố cổ Hội An mà dọc bờ sông Hoài này này, tức là dọc cái bờ sông Hoài ở hai bên, bên này và bên kia, thì nước nó ngập hết rồi các bạn, ngập hết đường. Thường là khu vực bên kia là khu vực chợ đêm nhá, tức là họ bán những cái đồ ăn vặt đấy. Đấy, đối diện bên kia là họ bán những cái đồ ăn vặt này, bán những cái đồ lưu niệm đấy các bạn. Tuy nhiên hiện nay thì các cái tuyến đường này thì đều đã bị cô lập, đã bị nước lụt, và khách tham quan thì đến đây thì người ta lội nước, rất là thú vị đấy các bạn. Lội nước rồi chụp hình ghi lại những cái khoảnh khắc rất là thú vị của những cái ngày mà Hội An ngập nước như thế này. Lên. Cô treo nó đi nhanh ghê hả? À?
khô nước, nó có chảy mình gì sao. Nước chảy xiết nha. Treo nặng không? Treo nó còn nặng không? Nước nó chảy ghê quá.